Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phóng khoáng của thiên nhiên thì những thiết kế với dòng họa tiết hoa cỏ sẽ là điều mà tất cả các chị em của chúng ta đều mong muốn sở hữu trong thời tiết mùa hè nóng bức, đúng không nào? Và chiếc đầm mà Trang đang mặc ở đây, Maiway sẽ gửi đến cho tất cả các chị em một trải nghiệm tuyệt vời của dòng chất liệu vải Vonter cao cấp. Với dòng chất liệu vải này thì nó sẽ có độ thoáng mát, nhẹ nhàng và cực kỳ là bay dáng các chị em mình nhé. Form dáng thiết kế cực kỳ tuyệt vời này, phía phần thân trên sẽ ôm sát lấy cơ thể của chúng ta và kết hợp với một tỷ lệ đặt eo cao và đường xếp đuôi cá 3 tầng, nó sẽ có thể che đi khuyết điểm và khiến cho các quý cô xinh đẹp của em Trang trở nên tự tin hơn rất là nhiều. Và với tông màu xanh lấy cảm hứng từ đá quý, đây sẽ là tông màu cực kỳ là xu hướng trong thời tiết mùa hè và đặc biệt là sẽ có khả năng nịnh da của chị em cực kỳ luôn. Vậy thì còn chần chờ gì mà chúng ta không sở hữu ngay thiết kế tuyệt vời này? Hiện tại thì Maiway đang có chương trình ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Hãy nhanh chóng để lại số điện thoại của mình ở ngay phía bên dưới phần bình luận để nhận được một báo giá và sự tư vấn tận tình nhất nhé.